là khi mấy anh em xuống anh Mạnh chơi. Anh Mạnh cũng khá nhiều cây hay và giao lưu rất là thật lòng, giao lưu rất là thật lòng, thiện chí và không không nhân, không chắc không có chuyện nhân anh em, nhân tiền, mà chắc là một trong những người thuần cây chân chính các bạn. Một số những cây đẹp mà anh ấy ngày xưa anh xuất ra kể ra thì ở đây là có cây của anh Tuyên Bùi đang sử dụng cây trực núi ấy, mà chỉ triển lãm khắp nơi của cây đấy, và cái gì đấy nhỉ, một số cây số má bây giờ đấy là đều từ ngày xưa anh Mạnh ra đấy. Thì bây giờ anh không còn những cái xuất sắc như thế nữa, nhưng mà đấy thì vào đây anh em vẫn có thể giao lưu được khá nhiều cốt đấy. Tôi hôm qua tôi có vào đây chơi rồi, hôm nay quay lại, hôm nay quay phim, hôm trước hôm qua vào hết pin, cũng là để anh em giao lưu và ủng hộ, quen biết nhau là chính. Thì đây cái bắt đầu từ cái trang đỏ này, hoa nó khủng khiếp, và cái thân của nó này, thân của nó này nó bằng cái cổ tay, bằng cổ tay của thầy. Cái cổ tay tôi thì to hơn, nhưng mà bằng cổ tay mình nhỏ nhắn, nhỏ nhắn nữ, cổ tay nữ. Hoa thì khủng khiếp luôn, như mầm xôi, như mầm xôi, cao độ 40 phân. Đấy, trang đẹp, trang đẹp. Đấy, rừng mẫu đơn ta, rừng mẫu đơn ta. Sắp tới về quê chắc tôi làm ít này. Của vườn nhà tôi nó mọc hoa nhiều vô cùng, gốc to cơ, gốc rất to. Dòng này nó cứ vén xuống lại thành thân, lại thành gốc luôn. Thế là tài thế, cứ vén thân xuống đất là lại có rễ. Đây ván thì nhiều lắm rồi chứ. Đấy, cây này cây trực này, chân bệ rất đẹp, thoáng cây, thoáng cây. Đồ mini rất hay. Hồng ngọc mai rừng này. Đấy, cái hồng ngọc mai đẹp chưa, rằm này rất thoáng và không vào dây mấy, cho nên nhìn nó rất là bay, rất là thoáng. Đấy, làm một cây hồng ngọc mai như này cũng không phải ít, không phải là nhanh được đâu. Hồng ngọc mai nhìn thấy đây nhưng mà rất là lâu đấy, cốt to này. Đấy các bác, giá thì tôi chưa biết, anh em nào thích thì tôi gửi số cho. Đẹp, ba thân đẹp. Sứ này, sam hương này, sam hương này. Đấy, cây xanh quê. Kìa, có cây trang này đẹp này. Hoa khiếp. Đấy, cốt đấy cũng hay đấy nhỉ, cốt đấy. Tuyền không gọi điện anh Thiện, về anh Thiện cho nhiều cây đi hoàn thiện này. Nhưng mà hơi xa, hơi xa. Thì lại có khi lại muộn, chiều không kịp. Chính ra mới về được nhà em với nhà Thắng tí. Nhà em thì chả có cây rồi. Chúng nhiều cốt đẹp. Không thua, không không vào mắt. Đấy. Này hay phết đấy anh nhỉ, rộng rãi. Cái trang kia mà anh em nào gọi giao lưu là bao tiền đấy anh Mạnh? Cái đấy anh không bán đâu. Không bán. Nhiều hoa lắm. Không bán. Anh làm chắc. Đấy. Đấy anh em không vui lòng không hỏi cái này nhá, không bán, không bán. Đẹp, đẹp quá. Hoa nó liên tục này, liên tội.
cốt Nam Điền. Con này là liền liền của nó đấy anh. Lúc anh mua anh không biết đâu, chắc anh nghĩ là nó là liền. Ừ. Cùng chất đấy. Cùng chất. Mua lâu lâu rồi mà không. Hoặc là nếu không thì nó dúi cái trên xuống. Ừ. Nhưng mà anh nghĩ là liền tại vì nó mầm ở đây ấy. Mầm ở đây thì không thể nào ghép được. Ừ. Liền cái này liền. Khả năng thế thôi. Cái này chính là nhiều người hỏi là liền mới ghép nhưng chính nó liền đấy chứ. Ừ. Nhìn chỗ này thì nó có khía khía thì không. Ừ. Thì không, cái này đấy. Thì không. Nhưng cái đấy là liền cái này chỉ có cái này. Nhưng hôm trước cái mầm trên này thì cho cả sơn nữa. Đấy, sang bên này tí. Bên này nhiều hơn nhiều này. Đây. Cây này thì của bác ấy gửi. Đây có cái cây na Thái. Na. Ô, ngâu mà mùa này cũng như hoa nhỉ. Có hoa này đúng không? Ngâu. Xì tai chuột. Đấy, cây răng lạ cũng đẹp đấy. Răng lạ đẹp đấy các bạn. Răng lạ đẹp đấy. Đấy. Răng lạ đẹp đấy. Phi lao này. Phi lao rất phong tranh, rất đẹp, rất khỏe. Rất khỏe. Đấy. Đấy, một cây đổ này. Cây đổ ghê chưa? Đồ này chắc anh em phải đến mà ngắm. Nếu mà thích. Đấy. Tay bông làm rất thoáng. Chia rất thoáng. Anh Mạnh là người làm cây được đào tạo bài bản đấy không? Đào tạo bài bản với cây đấy. Đi học chuyên sâu đấy. Còn nước cây thì mỗi người một phong cách thì tùy, nhưng mà được đào tạo bài bản đấy các bạn. À đây có cây hoa giấy nứt thân này, khủng khiếp. Hoa đổ khủng khiếp này. Đây. Nó hơi rậm rạp nên không nhìn thấy cốt, nhưng mà cây rất là đẹp. Hoa từ gốc đến ngọn nó còn đang tiếp tục ra này. Đấy. Đang tiếp tục ra hoa. Xem chú Minh có bắt tay được anh Mạnh cây nào không? Vào chơi là chủ yếu là để giao lưu mà. Đấy, đang xem anh em đang ngắm cái cây ba vai bên kia kìa. Hoa giấy đẹp chưa? Hoa giấy đẹp chưa? Ruối cũng rất đẹp này. Cái ruối. Ruối. Hai người về cũng nặng nặng này. Xanh quê. Xì. Xì. Cốt kia trông hay anh nhỉ? Ừ. Hay phết đấy. Đấy. Này, dưới là có thì... dưới là có đá thấm thủy đấy. Lọc ra là hay phết. Này. Ông nào mà thương mại mà muốn lên đường nhanh là cắt lâu rồi. Đây cũng là một cốt mình thích. Đây, cốt này. Cả đoạn này. Đấy. Mầm nó ra hơi sâu. Đây đấy là anh đóng rồi. Mọi người bảo không thích tay đấy nhưng mà anh thích nó thấp thấp. Anh bóng tay rồi. Chỗ đắp sơ dừa đấy. Mầm nó ra hơi sâu tí nhỉ. Xa tật tụt xuống dưới. Ừ.
Đấy. Đâu, cây rất thoáng cây. Lại trèo lên đây một vòng. Trèo lên đây một vòng. Trèo lên đây một vòng. Chà chà. Thớt này. Thớt này. Ô, đây nó lên được mầm giỏi chứ nhỉ. Giỏi chưa. Đúng mọc ở mép luôn này. Tài nhỉ. Thớt. Cái cốt này nó bò ghê chứ. Đấy, sân dưới đây. Sân dưới đây, sân trên đây. Trên đây. Ừ, cái cẩm thị này đổ ghê chứ. Cái cẩm thị này hay này. Đổ ghê chứ. Tay này cái ngọn này rất nghịch. Đấy. Có lẽ là nuôi cái trục chạy này ôm chậu hay hơn. Cắt bỏ đến đây. Cắt bỏ đến đây. Nuôi cái trục chạy ôm chậu này là hay hơn. Hay đấy. Hay. Gốc gác nó như nào. Gốc. Gốc thì không thấy. Đấy. Cơm nguội. Cơm nguội. Đấy, sinh quê này, sinh quê nhưng mà chảy phết đấy, bể bãi này. Thủ phết đấy. Và cũng khá là nở đấy. Quê. Đấy, nó hơi khó xem chứ. Chắc nhìn được trực tiếp thì dễ hình dung hơn. À, ừ. Có phải sơn trà không nhỉ? Không phải. Đó là cây... cây gì? Không biết có phải sơn trà. Không phải sơn trà. Cây gì ấy? Quên mất tên rồi. Nói chung là hàng khai thác để trực chăn nuôi. Đấy. Nói chung là có một cái địa chỉ để anh em giao lưu mà thật tâm. Và có thể hôm nay có những cây này, ngày mai có thể là anh ấy lại có những cái phối khác hay. Cây khác hay thì anh em giao lưu. Quan trọng là biết nhau. Hôm nay không có cây đồ đẹp thì mai có. Đấy. Đấy, cốt chăn nuôi đây. Một mình nó là mất xem nào. Còn nó 2 mét vuông. Tốt chưa? Ok, cảm ơn các bác xuống nha. Đây, anh em nói chuyện tí. Mạnh.